Bạn đã cần một chiếc xe đạp để phục vụ di chuyển, rèn luyện thể thao hay món quà ý nghĩa dành tặng cho người thân, hay đơn giản bạn là một dân chơi xe đạp chính hiệu? Hãy đến với Tâm Đức Cycles, chuyên phân phối sỉ và lẻ các dòng xe đạp thể thao chính hãng trên toàn quốc. Với các sản phẩm chính hãng, đa dạng mức giá, kiểu loại, màu sắc, chúng tôi thực hiện giao hàng và ráp tại nhà trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, gửi COD trên toàn quốc. Với tôn chỉ kinh doanh nhanh, tốt, thuận tiện, Tâm Đức Cycles luôn nỗ lực mang đến sự hài lòng cho từng quý khách. Hàng chục ngàn khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Truy cập ngay shopxetot.com để chọn lựa và đặt hàng nhanh chóng. CEO BKAV lên tiếng chê công nghệ camera ẩn dưới màn hình và khẳng định mua về là có. Theo ông Nguyễn Tử Quảng, CEO BKAV, công nghệ camera ẩn dưới màn hình hiện nay vẫn chỉ dừng lại ở chất lượng hình chụp dưới mức trung bình và hãng sản xuất phải đánh đổi điều này để có được màn hình vô khuyết. Bphone chưa sẵn sàng cho công nghệ camera ẩn dưới màn hình. Ngày 7 tháng 9 vừa qua, trên một bài đăng trên mạng xã hội, ông Nguyễn Tử Quảng nhận xét camera ẩn dưới màn hình cho chất lượng chưa đủ tốt để các hãng sản xuất smartphone áp dụng lên các sản phẩm được thương mại hóa. Theo ông Quảng, đến nay, thực tế những hình ảnh chụp từ máy ảnh trước của thiết bị sử dụng công nghệ camera ẩn dưới màn hình, chất lượng ảnh vẫn không đạt mức trung bình, dù nhìn thoáng qua thì không tệ. Lý giải nhận định này, ông Quảng cho biết bản thân màn hình OLED đã là một tấm phim mỏng có thể nhìn xuyên qua được. Trên tấm phim màn hình OLED có chứa các bóng đèn LED rất nhỏ với mật độ cao, mắt thường sẽ không nhìn thấy các bóng đèn LED đó. Nó như một lớp sơn trên bề mặt. Mật độ bóng đèn LED càng cao thì phân giải màn hình càng cao và mức độ nhìn xuyên qua càng thấp. Để camera có thể chụp được hình ảnh qua lớp màn hình, hãng sản xuất màn hình sẽ làm giảm mật độ bóng đèn LED tại khu vực có camera. Tuy nhiên, nếu giảm hết bóng LED để camera được tốt nhất thì khu vực đó sẽ không thể hiển thị hình ảnh nữa, màn hình trở thành loại nốt ruồi. Vậy là việc giảm bóng LED sẽ có giới hạn. Cụ thể, hiện nay các màn hình này cho phép 50% ánh sáng lọt qua. Mức độ ánh sáng lọt qua bị giảm như vậy dẫn đến chất lượng hình ảnh thu được không đảm bảo độ nét. Chưa kể một số hiệu ứng ánh sáng khác cũng sẽ gặp phải, làm cho ảnh chụp không đúng với thực tế trong nhiều trường hợp. Ông Quảng cho biết, cách đây hơn một năm, vào tháng 6 năm 2019, Oppo đã đem đến hội nghị Mobile World tổ chức tại Thượng Hải thiết bị dùng công nghệ camera ẩn dưới màn hình. Những người dự hội nghị đã được trải nghiệm thiết bị rất ấn tượng nhưng chất lượng camera chỉ đạt mức dưới trung bình. Có lẽ vì lý do đó đến nay, Oppo vẫn chưa chính thức thương mại sản phẩm này. Vị CEO BKAV khẳng định, BKAV cũng đã được chào hàng loại màn hình có camera ẩn. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định chưa thể sử dụng vì chất lượng camera được BKAV đặt lên hàng đầu, không thể đánh đổi. Công nghệ camera ẩn dưới màn hình, mua về là có. Ông Nguyễn Tử Quảng nói rằng, camera ẩn dưới màn hình là câu chuyện của làng công nghệ. Ai cũng muốn trở thành kẻ tiên phong, ai cũng muốn trở thành hãng sản xuất điện thoại đầu tiên trên thế giới sở hữu sản phẩm được trang bị công nghệ này. Tuy nhiên, theo ông Quảng, ở đây thực chất là câu chuyện của các hãng sản xuất màn hình và mua về là có. Cuối tuần qua, tập đoàn ZTE của Trung Quốc đã chính thức trình làng chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới có camera ẩn dưới màn hình được thương mại hóa. Đó chính là chiếc ZTE Asian 20 5G. Theo thông số hãng đưa ra, ZTE Asian 20 phiên bản 5G sở hữu màn hình Super AMOLED 6.92 inch có độ phân giải Full HD, tốc độ quét của tấm nền là 90Hz. Điểm nhấn trên ZTE Asian 20 phiên bản 5G là ống kính máy ảnh phía trước sẽ được ẩn đi bên dưới màn hình có độ phân giải là 32 megapixel. Theo ông DeFay, chủ tịch bộ kinh doanh của ZTE, công ty đã áp dụng 5 công nghệ như vật liệu mới siêu trong suốt ở cấp độ vi mô siêu đỉnh, chip hiển thị màn hình điều khiển độc lập, thiết kế mạch tích hợp cao, sắp xếp pixel tự nhiên hay xem xét thuật toán chụp ảnh ba mặt. Vận dụng khéo léo các công nghệ đó, hãng đã giải quyết được bài toán trên và cuối cùng, ZTE Asian 20 phiên bản 5G sẽ sở hữu camera trước 32 megapixel ẩn dưới màn hình. Ông cũng tiết lộ rằng ZTE đã bắt đầu nghiên cứu công nghệ camera ẩn dưới màn hình từ 2 năm trước. Trong tuần qua, một hãng sản xuất điện thoại của Việt Nam là Vinsmart cũng đã tung video trailer hé lộ chiếc smartphone tiếp theo có màn hình vô khuyết với tên gọi là Vinsmart Iris Pro. Trước đó, đầu tháng 7, Vinsmart cũng đã cho ra mắt chiếc điện thoại Vinsmart Iris 5G hỗ trợ công nghệ 5G nhưng lại chỉ có màn hình giọt nước. Tính đến thời điểm hiện tại, trên thế giới đã có 3 hãng sản xuất điện thoại nhảy vào cuộc chơi camera ẩn dưới màn hình, bao gồm ZTE, Vinsmart và Xiaomi. Dự đoán không loại trừ các ông lớn như Samsung, Huawei, Oppo cũng sẽ tham gia cuộc đua này, tạo ra sức nóng cho thị trường smartphone trong thời gian tới. Theo Thiên Trường, Vietnambiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin.
quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.